Chào đến tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ. Và chương trình của chúng tôi luôn được phát sóng vào lúc 19:10 vào mỗi tối thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chào đón người chơi ngày hôm nay. Xin mời. Trời ơi, rạng rỡ quá. Bây giờ mình gửi lời chào đến khán giả và tự giới thiệu về chính bản thân của mình đi ạ. À. Lời nói đầu tiên cho phép Trương Bảo Như gửi lời chào trân trọng đến quý vị khán giả. Xin chào MC Huỳnh Lập. Hôm nay Trương Bảo Như rất là vui được tham gia chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ. Đây là một chương trình mà Trương Bảo Như nghĩ rằng rất là thú vị. Rất là lâu rồi mà Trương Bảo Như không có dịp sử dụng những câu ca dao tục ngữ trong cái cách nói hàng ngày của mình. Vậy thì không biết rằng hôm nay mình có còn nhớ được những bài ca dao tục ngữ mà mình được học hồi bé không nữa? Lâu lâu có gợi ý hiện lên cái nhớ, cái này mình đã từng nghe từng nói rồi. Nhiều khi như vậy mà mình có được đáp án chính xác đó. Dạ, hy vọng là như vậy. Dạ. Xin chào anh Huỳnh Lập và cùng tất cả quý vị khán giả trong chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ. Thì thật sự rất là lâu rồi Hữu Anh chưa được sử dụng những câu ca dao tục ngữ trong cuộc sống hàng ngày của mình, thì hy vọng hôm nay Hữu Anh có thể được biết nhiều hơn về ca dao tục ngữ của ông bà mình để Hữu Anh có thể ứng dụng vào đời sống và có thể truyền đến cho tất cả các bạn bè mình biết được những cái câu ca dao thật là hay của ông bà mình hồi xưa. Bây giờ là chúng ta đã có một cái sự chuẩn bị tinh thần cho chương trình ngày hôm nay rồi đúng không ạ? Và bây giờ thì xin mời Hữu Anh cũng như là Bảo Như về vị trí của mình. Và chủ đề ngày hôm nay, tình yêu lứa đôi. Nhiều khi mình tham gia chương trình này xong, mình về mình có một cái ca dao tục ngữ liên quan đến tình yêu, đến lứa đôi. Mình thả thính đối phương, một cơ hội để ghi điểm trong mắt của đối phương. Và bây giờ chúng ta hãy đến với dòng đầu tiên mang tên khởi động. Hãy giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông. Chúng ta sẽ có 3 câu hỏi, nếu như trả lời đúng, mỗi câu hỏi sẽ được 10 điểm. Nhớ nha, sau khẩu lệnh hết của MC mới được bấm chuông. Và bây giờ là câu đầu tiên. Điền từ vào ô trống. Nước non ba chấm chung tình. Nhớ ai, ai có nhớ mình hay chăng? Chưa đọc luôn á, chưa có khẩu lệnh hết luôn á. Quên, phải có khẩu lệnh. Trời ơi, mình vội vã quá. Quên. Rồi, từ từ nghe nha, bình tĩnh nha. A, non nước. B, một mớ. C, một gánh. Hết. Không để cái tay lên trên trước, để dưới làm chi, bấm không có trúng cái nút. Xin mời Hữu Anh. Nước non thì không thể nào chọn non nước nữa đúng không ta? Một mớ thì em nghĩ không ai mà dùng cái dao mà gọi là nước non một mớ chung tình thì nó không được hay lắm. Em nghĩ là một gánh đi. Một gánh nó sẽ nhiều hơn và cái đôi vai có thể gánh vác được cái tình yêu của mình nó chắc hơn. Vậy là đáp án cuối cùng của mình là? Dạ, đáp án xe. Đáp án C, một gánh là một đáp án chính xác. Chúc mừng Hữu Anh. Và cái đáp án này đã mang về cho Hữu Anh 10 điểm. Nước non một gánh chung tình. Nhớ ai, ai có nhớ mình hay chăng? Cái câu này có nghĩa là lòng chung thủy nhung nhớ người yêu, cũng là lời tâm sự tự vấn với bản thân là yêu như thế nào khi mà phải xa cách với người yêu của mình. Giống như là hơi chút một chút xíu than thở một chút, nhưng mà cũng rất là dễ thương. Mình phải hiểu cái hoàn cảnh như thế nào đúng không ạ? Một cái câu này sau này dù có người yêu mà có không có ở gần với nhau á, theo câu này lên cái là người ta đi về với mình liền. Kiểu như là hơi nói giỏi một chút thôi. Nói giỏi đó, giận giận nhẹ nhẹ xíu đó. Và đó là câu đầu tiên, rất dễ dàng, không có gì khó cả. Và đây là câu thứ hai, cố gắng nhanh tay lẹ chân để có cơ hội ghi 10 điểm nha. Câu thứ hai, sắp xếp các từ sau trở thành một câu ca dao hoàn chỉnh. Bồi hồi, nhớ ai, bồi hồi, đóng lửa, đứng, như, như, đóng thang, ngồi, hết. Ôi ôi, nhanh tay chưa? Nhớ ai, bồi hồi, bồi hồi, như đứng đóng lửa, như ngồi đóng thang. Mình chắc chưa? Chắc thì Như thấy cái đó hợp lý. Và với sự chắc chắn đó đã mang về cho Bảo Như 10 điểm. Xin chúc mừng Bảo Như.
đó giờ mình đã có cái kiểu là nhớ ai đó mà bồi hồi bồi hồi và đứng trên đống lửa và ngồi trên đống than chưa? Cái câu này em nghĩ là kiểu như là một cái tình cảm nào trong lòng của mình á, mình nhớ đến một người nào đó mình rất được muốn gặp người ta, nhớ da diết, nhớ mà đứng ngồi không yên. Và hy vọng rằng là với những cặp đang yêu nhau vẫn sẽ luôn giữ cái trạng thái giống như vậy để cảm giác cái tình yêu của mình luôn được thanh xuân và có giá trị trong mắt của nhau. Và đó là cái thứ hai, mang về 10 điểm cho Bảo Như. Xin chúc mừng Bảo Như. Và bây giờ chúng ta hãy đến với câu thứ ba, liệt kê ba câu ca dao tục ngữ hoặc là thành ngữ liên quan đến chủ đề ngày hôm nay. Hết. Rồi, bây giờ mình liệt kê ba câu đi. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Câu thứ hai, bây giờ Mận mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Mận hỏi thì đào xin thưa, vườn hồng đã có nhưng chưa ai vào. Đó là câu thứ hai. Câu thứ ba, à hôm qua thác nước đầu đỉnh, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen, em nhặt thì cho anh xin hay là em để làm tinh trong nhà? Trời ơi, hay dữ vậy ta. À, một câu nữa là, ước gì anh lấy được nàng, để anh mua gạch bát tràng về xây. Đúng rồi. Xây đúng dọc rồi lại xây ngang. Quất nữa hả? Đúng rồi dạ. À, xây dọc rồi lại xây ngang. À, cái gì bên này, để anh cho nàng rửa chân bên này. Xây hồ bán xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Hay quá, xuất sắc thật sự. Và với sự xuất sắc này, 10 điểm vô cùng xứng đáng cho Bảo Như. Xin chúc mừng. Trời ơi, hồi nãy có giới thiệu là lâu dữ lắm mới sử dụng những câu ca dao tục ngữ mình biết đó. Bây giờ phun ra quá trời luôn. Trời ơi, kiểu này như là chơi bất ngờ á. Bất ngờ. Chiến thuật liền thấy không? Nhưng mà có câu này á, tại vì thấy đáp án trong đây nên nhớ, nên là nói chia sẻ cho mọi người biết. Đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Đó cũng là một câu ca dao tục ngữ. Hay chưa? Trong những bài hát mà mình ca những cái khúc đó đó, mình ca những cái câu ca đó, có những cái câu ca dao tục ngữ mà mình không hay biết luôn đó. Rất là hay. Và ngoài những câu đó, chúng ta còn có những câu như sau. Bao giờ cho gạo bén sàn, cho trăng bén gió, cho nàng bén anh. Nhớ mấy câu này về thả thính nha. Em phải nhớ câu này đó, câu này thuộc về em đó. Lên non thiếp cũng lên theo, tay vịn chân kèo, hái trái nuôi nhau. Nó khó khăn như thế nào cũng đồng cam cộng khổ, chia sẻ. Đêm nằm lưng chẳng tới giường, trông cho mau sáng ra đường gặp em. Dạ, yeah. Đó là vòng đầu tiên của chúng tôi mang tên khởi động và có số điểm tạm tổng kết như sau. Hiện tại Hữu Anh đang có 10 điểm và Bảo Như đang dẫn đầu 20 điểm. Chúc mừng Bảo Như. Với các câu tiếp theo 50 điểm là phải giành quyền ưu tiên để trả lời trong vòng mang tên hình ảnh biết nói. Cái câu này sẽ được hiển thị trên đây. Một hình ảnh thể hiện một câu ca dao tục ngữ hoặc là thành ngữ nào đó. Trong vòng 30 giây đếm ngược, cứ 5 giây trôi qua là 5 điểm vơi đi. Cho nên là chúng ta sẽ phải cố gắng nhanh nhất có thể. Khi mà biết đáp án là bấm liền. Là bởi vì cứ 5 giây trôi qua, một chữ hiện lên là mất 5 điểm luôn đó. Nhớ nha, không cần khẩu lệnh của MC, chỉ cần biết đáp án là bấm ngay. Và bây giờ là hình ảnh của chương trình, xin mời. Cái gì lẹ vậy? Hay quá vậy, biết đáp án rồi hả? Rồi, bây giờ Hữu Anh đoán thử xem. Lửa gần đống rơm hả? Là cái dao. Dao thì sắc bén. À, lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Đó là bạn chính xác, xin chúc mừng Hữu Anh. Tính thao túng tâm lý, đánh lừa chút xíu mà không đánh lừa được. À, giống như là nó lửa gần rơm phải cháy đúng chứ không? Bén. Bén ở đây là nó bén lửa. Nó bén lửa nó. Nhưng mà nếu mà không có con dao em nghĩ là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy á. Mà tại vì thấy con dao á là nó bén sắc bén chứ con dao không thể nào mà cháy được. Thật ra ở đâu đó cũng có dị bản là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Đó. Vâng. Và với đáp án vừa rồi nó mang về cho Hữu Anh 50 điểm. Và tổng số điểm trong vòng này chúng ta có như sau. Hiện tại thì Bảo Như vẫn bảo toàn 20 điểm và đang dẫn đầu 60 điểm cho Hữu Anh. Xin chúc mừng.
Rồi, bây giờ bắt đầu chúng ta nè. Cơ hội này giành được 100 điểm là chiến thắng trong chương trình này luôn. Đó, nên phải cố gắng hết sức nha. Và chúng ta sẽ không còn phải xem hình ảnh trên đây nữa, mà chúng ta sẽ xem một tiểu phẩm. Là bởi vì dòng thứ ba này mang tên là câu chuyện tình huống. Xem tiểu phẩm xong, mình bàn luận xong, sau khẩu lệnh hết của MC, mình bấm chuông trả lời. Nếu trả lời đúng câu ca dao tục ngữ hoặc là thành ngữ đó, mình sẽ được 100 điểm và đương nhiên trở thành người chiến thắng trong chương trình này. Mà nếu như mà chưa có đáp án nào với cả hai, sẽ có gợi ý, lúc đó chỉ còn 50 điểm mà thôi. Mà nếu 50 điểm thì mình cũng có cơ hội chiến thắng luôn, nếu như mình trả lời được. Đó, cho nên phải lanh tay lẹ chân nha. Và bây giờ là những giây phút cho tiểu phẩm của chúng tôi. Trời đất ơi, bữa nay mấy đứa nhỏ nó hẹn hò với nhau ngoài cầu cá rồi. Đình tụi nó coi sao. Đi mấy ông mấy bà. Trời ơi. Hôm nay trăng đẹp quá em ha. Dạ, đúng rồi đó anh. Rằm mà, sáng quá. À, trăng hôm nay sáng quá. Anh muốn hôn lên má. Trăng hôm nay mới nhú, anh muốn ăn tôm su. Ủa sao lại ăn uống đây nữa? Thì thường là dân biển sẽ thèm đồ rừng, mà dân rừng sẽ thèm đồ biển. Anh ở trên rừng nên anh thèm đồ biển, đúng rồi. À vậy hả? Nhưng mà anh ơi, à, nè, đừng có ăn uống nữa. Em thấy ngồi ở đây gió lạnh quá. Hay là anh chở em về đi. Thôi anh buồn đó, khó khăn lắm anh mới hẹn em được ra đây. Thì bây giờ em về sớm vậy anh buồn lắm đó. Thì em cũng muốn ở đây với anh mà. Nhưng mà tại vì rồi lạnh thiệt anh ơi. Mặc áo anh nè. Hết lạnh chưa? Hết lạnh rồi anh. Mà anh không lạnh hả anh? Không, anh không lạnh. Sao mà em thấy anh run lắm á. Cơ địa của anh là run vậy đó em ơi, tự nhiên vậy đó. Cơ địa của anh là mặt môi tím tái vậy đó hả? tái lắm anh ơi. Bây giờ nhà anh xa, anh mặc áo khoác vô đi. Chứ không thôi là lạnh lắm á. Em mặc đi, anh ổn mà. Ổn đâu mà ổn. Rồi lát về nhà mẹ anh hỏi áo đâu rồi anh trả lời sao? Thì anh nói là áo gió thổi bay mất tiêu rồi. Vậy cũng được đó hả? Thôi anh ơi, anh đừng chịu đựng nữa. Mình đi về đi anh. Chứ không thôi là mai cảm lạnh cả hai đứa luôn á. Đi về anh. Đi dìu anh đi hết nổi rồi, lạnh quá. Ôi, thiệt luôn á. Rồi nãy giờ bàn tán chỉ chỗ rồi, hiểu được cái ý ở trong đó chưa? Thấy cái này gì đó mà. Thấy chưa, lo nhiều chuyện rồi không lo suy nghĩ. Mình đang nghĩ sao cảm lạnh về nhỏ bị lạnh luôn. Bây giờ có một cái câu nào mà liên quan đến cảm lạnh không? Lạnh rung. Lạnh rung. Bây giờ là mình có đáp án chưa? Nếu như mình có đáp án là mình sẽ bấm chuông sau khẩu lệnh của MC nha. 3, 2, 1, hết. Xin mời Bảo Như. Nãy thì Như tự nghĩ đến nha. Và câu mà gì hôm qua tắt nước đầu đèn bảo quanh chiếc áo á, trên cành hoa sen, tại thấy có cái tiểu cảnh hoa sen. À, cái cảnh này nó ở đây muôn đời rồi. Chỉ nó phục vụ trong cái ý đồ của tiểu phẩm chúng ta. Cái xong mà thấy ngồi trên cái cầu, thế Như phải nghĩ kiếm cái gì có cái cầu. Xong mà thấy cởi áo thì Như nghĩ là yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay. Mình chắc có đáp án đó chưa? Thôi chắc đi. Và đó là đáp án. Và đó là đáp án chính xác. Xin chúc mừng Bảo Như. Cũng rất là dễ hiểu và dễ đoán đúng không? Dạ đúng rồi. Một cặp đôi ở trên cầu, rồi xong rồi là khoác áo cho nhau. Cái quan trọng là cởi cái áo ra khoác cho nhau. Đó, về nhà mẹ hỏi thì nói qua cầu gió bay. Cái câu này mình nghe hoài à. Nói vậy thôi chứ ông bà cha mẹ nhìn một cái là biết đang yêu liền. Không, hỏi giả bộ mình có cái câu này nó vu vơ, nó nhẹ nhàng, nó thể hiện cái sự ngây ngô lúc mới yêu. Đó là những cái mà ông bà mình đã ghi chép lại. Và với câu này đã mang về cho Bảo Như 100 điểm. Xin chúc mừng. Và chúng ta đã hoàn thành 3 phần thi. Và tổng số điểm như sau. Cậu ba Hữu Anh đang có 60 điểm. Và 120 điểm là của cô Út Bảo Như. Và trở thành người chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay. Xin chúc mừng Bảo Như ạ. Và bây giờ xin mời hai bạn bước lên sân khấu để chúng ta cùng nhau trao giải thưởng ạ.
Và người về nhì ngày hôm nay là Hữu Anh, xin gửi tặng Hữu Anh. Còn người chiến thắng hôm nay 4 triệu đồng. Và bên cạnh đó có một món quà rất dễ thương và vô cùng ý nghĩa. Đó là một bộ sách về ca dao tục ngữ của Việt Nam ta và một phiếu quà tặng đến từ nhà sách Phương Nam. Xin chúc mừng hai bạn. Hy vọng rằng là với cái bộ sách này mình rà lại hết những câu ca dao tục ngữ liên quan tới tình yêu. Bảo Như thì rất là thích đọc sách và có thêm một cái quyển sách mà để bổ sung thêm những kiến thức, đặc biệt là kiến thức về ca dao tục ngữ của Việt Nam, thì Trương Bảo Như rất là quý. Và xin cảm ơn ban tổ chức chương trình đã cho Trương Bảo Như cũng như Hữu Anh tham gia một game show đầy ý nghĩa như thế này. Hy vọng rằng các bạn sắp tới sẽ tham gia game show này cũng giống như Trương Bảo Như và Hữu Anh, sẽ học được thực thêm nhiều kiến thức về ca dao tục ngữ. Dạ, cảm ơn Bảo Như rất là nhiều. Còn Hữu Anh, thật sự thì nói về sở trường đọc sách thì anh cũng không có vì sở trường đọc sách lắm, nhưng mà thật sự về tìm hiểu về những câu ca dao tục ngữ thì anh cũng rất là thích. Thì hy vọng rằng sau chương trình này Hữu Anh về sẽ tìm hiểu thêm và tìm hiểu nhiều hơn về cái câu ca dao tục ngữ của ông bà xưa của ta để lại. Và Hữu Anh rất là vui khi được cùng chị Bảo Như với anh Huỳnh Lập và được tham gia một game show rất rất là vui và rất rất là vinh dự như này. Và Hữu Anh thật sự là rất là rung, thật sự rất là rung, không biết nói gì. Tại vì nói về cái câu ca dao tục ngữ về ông bà, tại vì nó làm cho Hữu Anh nhớ tới ông bà của mình. Tại vì từ lúc mà sinh ra giờ Hữu Anh chưa được gặp ông bà của mình, nên là nói về tới ông bà thì Hữu Anh hơi xúc động một chút xíu. Cảm ơn Hữu Anh rất là nhiều. Và rất là cảm ơn tất cả quý khán giả đã luôn yêu thương theo dõi chương trình của chúng tôi. Và đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình nha, vào lúc 19h10 và mỗi tối thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin mời quý khán giả cùng điểm lại những câu ca dao tục ngữ trong số phát sóng này. Hồi 17 bây giờ 23 nghe nó không hay. Chứ là gì sao không? Nó gần quá, chợ ít quá. Mà 23 nó đã không hay thì 24 nó cũng không hay luôn. Đúng rồi. 23, 24 nó xê xích. Thì đó, từ 17 đến 23, 24 nó gần tuổi quá. Mà chờ hồi 17 bây giờ 30 là nó giống như cái nỗi lòng chị hiện giờ vậy đó. Ok, cho nên là chị chọn đáp án A. Và tiếng lòng của chị đã chính xác rồi đó chị ơi. Yeah.